Xin chào các bạn nha. Trong các cái bài trước về TV đúng không? Mình có hướng dẫn các bạn rồi. Nếu như mà các con ổn áp nguồn trên này này, nó chẳng may nó chết đúng không? Nó sẽ sinh ra rất là nhiều bệnh. Đấy. Mà những con ổn áp này này, mình cũng có hướng dẫn cho các bạn rồi, là nó chết nó sinh ra bệnh gì rồi đấy. Đấy, hoặc là nguyên lý hoạt động của nó như trong các bài học về TV mình cũng có nói rồi, nguyên lý hoạt động của con này. Đấy, là cái con IC này. Thì đối với các con IC này ấy, nó là các ổn áp nguồn. Và ổn áp nguồn của mình có nhiều dạng các bạn. Đây, giả sử như đây, đây cũng là một con ổn áp nguồn nha các bạn nhé. Ổn áp nguồn. Những con này thì thay thì các bạn dễ thay rồi đúng không? Nhưng mà nếu mà ngày mai các bạn không phải gặp con này, mà các bạn gặp một con ổn áp nguồn nó dạng đặc biệt hơn, ví dụ nó dạng như thế này, đấy, thì các bạn thay thế nào? Bởi vì các bạn nhìn này, ở bên dưới lưng của nó này, bên dưới lưng của nó này, nó có thiếc nhá. Đấy. Và đồng thời này, những cái con IC như này, chẳng hạn đây là con IC tiếng này, IC tiếng ở trong các cái main TV nhá. Thì các bạn phải làm ra sao? Thì bây giờ bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn thay những con IC chân ngầm dạng này nhá. Dạng này. Đấy. Nó là nửa ngầm và nửa jet nhá. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình vào nhá. Bây giờ mình sẽ lấy luôn cái bên này mình thí nghiệm cho các bạn xem. Thì để tiến hành mà khò cho nó hạ cho những con IC đấy thì kinh nghiệm của mình đó chính là gió nhá. Gió mình để mức thấp nhất này, mức 1 này các bạn thấy không? Mức 1. Và nhiệt này thì mình để thường thường là mức 6,5 đến mức 7. Thì đối với trường hợp này mình để mức 6,5 nhé. Nếu như mà có trợ nhiệt ở bên dưới thì mình sẽ để mức thấp hơn. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu nhé. Bật này. Bật và đợi nóng một lúc này. Thì trước tiên mình sẽ sử dụng là mình khò con này nhé các bạn nhé. Mình nhấc con này ra và mình đóng vào cho các bạn xem. Xem nó có gì phức tạp hay không. Thì đây là con IC này nhé các bạn nhé. Thì cũng như là các bài trước thì mình cũng có hướng dẫn các bạn rồi. Đó là phân biệt được chân số 1 là chân nào rồi đúng không? Thì cái này mình không nói lại nữa. Các bạn xem lại các bài trước mình nhé. Chân số 1 là chân có dấu chấm này các bạn này. Khi mình nhấc ra thì mình cũng phải hàn vào đúng như vậy. Nếu mà mình hàn sai thì nó sẽ sinh ra hiện tượng là chập cháy nhé các bạn nhé. Mình lại có khách. Đấy, mình đang quay video thì lại có khách đúng không? Thì bây giờ mình bắt đầu tiếp tục này. Thì bài hôm nay chủ yếu là mình thay con IC này thôi. Đấy. Chủ yếu hôm nay là thay con IC này. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là thay con IC này nhé. Thì trước tiên làm màu hàn thì các bạn phải đợi một lúc rồi đúng không? Các bạn phải đợi một lúc rồi. Thì để nó đầu màu hàn của mình nó hơi gọi là hơi nóng lên này. Đấy. Và chúng ta chuẩn bị mới khò nhé. Đây. Mở khò này. Đối với banh thì các bạn có thể là chọn các cái banh nó làm sao cho nó lắp cho nó dễ dàng nhất. Như đối với cái con này thì mình sử dụng cái banh này nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình khò nhé. Cho ít mỡ khò vào nha các bạn nhé. Khi mà chúng ta cho nhiệt độ nó thấp như vậy, mục đích chính là cho gió thấp như vậy, mục đích chính là để nó không bị bay các linh kiện xung quanh nha các bạn nhé. Nếu như những con IC này các bạn có trợ nhiệt bên dưới sẽ tốt hơn rất nhiều. Đấy các bạn thấy không? Như vậy là mình đã nhấc ra rồi này các bạn thấy không? Đấy. Rất đơn giản đúng không? Thế còn hàn vào thì sao? Hàn vào thì cũng đơn giản không kém các bạn. Các bạn tiến hành này. Lau sạch đầu màu hàn đi nhé. Lau sạch cho nó sáng lên như thế này này. Đấy. Và các bạn tiến hành này. Các bạn tráng lại cái thiếc ở dưới chân của con IC đi nhé.
bạn cho ít mỡ khò vào, vì mỡ khò thì nó ấy hơn nhựa thông, nó làm bóng hơn nhựa thông mà nó không bị kiểu như là nó chạy đấy. Rồi, vậy là mình đã làm bóng đi các chân của nó rồi này. Chân nó, còn chỗ nào mà nó kiểu như là nó còn kênh lên ý, thì mình đưa mỡ khò nó tự động nó vuốt sạch hết đi các bạn. Hoặc các bạn có thể là sử dụng cái dây hút thiết để mình hút hết cái thiết đi. Như để khò vào thì bây giờ mình sẽ tiến hành như sau này. Các bạn cũng bật mỏ hàn lên một lúc nhá. Mỏ hàn một lúc. Các bạn khò bên dưới này trước. Khò bên dưới này trước nhá. Để cho bên dưới này của mình nó nóng lên. Mục đích là để cho nóng lên. Giờ mình bắt đầu mình thực hiện này. Các bạn thấy không? Nhìn thấy thiết nó bóng lên chưa? Khi thiết nó bóng lên rồi thì các bạn tiến hành mình đặt cái con IC này vào thôi. Con IC này các bạn cứ khò nhiệt tình đi. Khò nó vào khi mà các bạn lắc ấy. Các bạn thấy nó nóng đều, các bạn lắc ấy, nó mới về đúng vị trí của nó ngay. Các bạn thấy không? Các bạn lắc mà lắc đi ra khỏi vị trí mà nó trở về đúng vị trí nó như vậy là được nhé. Đấy, và tiến hành các bạn này. Đến cái bước này rồi các bạn tiến hành cho một ít mỡ khò vào nhé. Cho một ít mỡ khò vào. Bạn lại đưa tay vào lắc nhé. Đấy các bạn thấy không? Bạn lắc rồi mà thấy quay về vị trí ban đầu là được. Đấy. Bạn lắc ra khỏi vị trí đấy rồi mà lại trở về vị trí ban đầu là được nhé. Các bạn nhìn này. Bạn thấy không? Các chân nó ăn rất là đều nhau rồi đấy. Đây là khò các con IC trên ngầm. Trên ngầm lại còn có nửa nổi nửa dán thế này này. Còn nếu mà các bạn nào mà cảm thấy là vẫn chưa tự tin nhé, thì các bạn tiến hành này, bạn đưa mỏ hàn vào, các bạn hàn lại các cái chân phía bên này này, các cái chân này đưa hàn vào đây cái đấy, hàn đây một lượt và đây một lượt là được nhé. Nếu mà trường hợp các bạn nào chưa tự tin, thì thường thường mình làm như này là ăn, không cần phải hàn lại. Còn nếu mà các bạn muốn hàn lại thì các bạn sử dụng thiếc hàn như bình thường thôi nhé. Bây giờ mình sẽ hàn thử các bạn xem nhé. Đây. Ví dụ như trường hợp này, mình muốn hàn lại cái hàng bên này chẳng hạn, đâu mình thấy có mấy chân này nó đang chưa được đẹp đúng không? Đấy. Bây giờ mình sẽ sử dụng mỡ khò nhá. Mình đưa vào. Bởi vì mỡ khò thì thường thường là nó không có gây ra cái hiện tượng là bị bón cục như là nhựa thông của mình. Rồi, giờ mình sẽ ấy nhá. Mình đưa nâng cao camera một chút. Bạn thấy không? Vết hàn của mình đang rất là đẹp rồi đấy. Các bạn nên sử dụng cái đầu hàn kim ở những cái trường hợp như này nhé. Cái này là mình vừa quay video này, vừa hàn này, lại hàn bằng mỏ hàn dao này. Ra nhìn thấy nó có vẻ khó khăn thôi, chứ còn các bạn hàn thực ra tế rất đơn giản.
Đấy các bạn thấy không? Như vậy là mình đã hàn xong. Khi hàn xong thì các bạn chờ nguội đi một tí nhá. Các bạn đánh mạch là được. Nguội một chút và các bạn đánh đi. Đấy. Chờ nguội các bạn đánh mạch. Như vậy là các bạn đã hàn xong một con IC nhé. Hay con IC rất đơn giản. Chúc các bạn làm thành công.